Kim Giang, Hoàng Đức, Ngọc Quang, xuất sắc, quá đẹp, 3-0 cho đội Việt Nam. Pha xử lý gọn gàng xuất sắc của Châu Ngọc Quang. Theo một đoàn khán giả tại Mỹ Đình có gì bạn mừng, và đây là bàn thắng ấn tượng của phát hiện mới Châu Ngọc Quang. Một lời chúc năm mới ngọt ngào dành cho các cầu thủ của Việt Nam.